Rồi đội hình em bây giờ bắt đầu xuất phát nha cả nhà. Hôm nay đi xả chết ok rồi. Đó, đi đồ đạc lĩnh khỉnh luôn. Rồi hôm nay đi chơi có quà mang về. Đó, mang cho cả nhà thêm một chiếc xe Daihatsu Nubira nha. Rồi bây giờ tụi em bị xuất phát rồi. Rồi bắt đầu tụi em xuất phát nha cả nhà nha. Rồi mời cả nhà theo em review một khúc cảnh trên cung đường cho chiếc xe Daihatsu Nubira này. Em nó áp tải từ Bình Thuận về tới Bình Dương, coi nó chạy như thế nào nha. 200 cây số. Rồi đây. Né 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 đó con. Con này luôn, xe này luôn. Né xíu ra con. Bé. Ra 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 ba phim dính bản quyền kìa. Đó, ba con, bốn con. Chuẩn bị tiến hành tiến thẳng về Bình Dương nha các chú anh chị. Đấy, giờ bắt đầu từ Tánh Linh Bình Thuận nha. Đấy, ok chưa các anh chị? Rồi, bây giờ mời cả nhà theo em ngắm một khúc cảnh. Thẳng tiến về Bình Dương. Đây thì bây giờ em đang tiến thẳng về lại Đa Cao nha cô chú anh chị, đang ra quốc lộ 20. Trên xe thì vẫn đang chạy chiếc xe 150 triệu Kia Morning. Quý anh chị nào thiện chí thì alo cho em. Đằng trước mặt mình là vẫn chiếc xe công vụ màu trắng, và trước mặt nữa là chiếc xe Daihatsu Nubira đang lái. Khung cảnh xung quanh cả nhà thấy không? Đó, đồng bằng rất ok. Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đó, trâu bò gì đó, xe hơi đang chạy ngoài đường. Ồ, đâu vậy? Lamborghini đâu vậy? Lamborghini. Lamborghini chạy một cỏ. Đó, cả nhà thấy xe Nubira lả lướt Lamborghini. đâu nhiều giờ trời. Nó hút mấy con trâu điên, nó hút. Rồi đi đây. Ôi, đừng có chơi em nha. Đừng có chơi anh nha ý. Đừng có chơi anh nha ý. Tụi này vô này ơi. Bạn là Lamborghini không? Cứ một con này là một bằng một cái xe hơi đó cả nhà. À, ruộng lố ok cả nhà. Cấp được rồi. Đây, hiện tại thì tụi em lại đổi tuyến đường nha. Tụi em đi đường Võ Xu về nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em đang có mặt tại ở đường nội tỉnh 713, thị xã Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận. Tại đi cái đường này nó nhanh hơn nha cô chú anh chị. Đó. Vẫn là lả lướt một chiếc xe Daihatsu Nubira nha. Anh em đang cấp thêm nguyên liệu để tiến thẳng vào lại Bình Dương trong buổi chiều ngày hôm nay. Rồi, let's go. Cảm chưa? Lịch trình lại bị thay đổi tiếp nha quý anh chị. Tại thì không đi hướng về Phương Lâm và không đi hướng bên Sóc Lô, vì tụi em đang tiếp tục một hành trình để ra ngoài đây xem thêm vài chiếc xe ở Xuân Lộc. Em đi đường Dầu Dây nha chị nha, Xuân Lộc Long Khánh. Đường ở Xuân Lộc Long Khánh Dầu Dây nè quý chị. Chiều hôm nay thì trời không khí thì rất là mát ha. Nắng thì không nắng, mưa thì cũng không mưa. Chiều chiều rất là mát. Với số tiền 150 triệu đồng thôi, cả anh chị cũng sở hữu ngay một chiếc xe Kia Morning đời 2014. Bong bong chạy ha, bình thường thôi anh chị. Một cái siêu tiết kiệm xăng, tay lái rất nhẹ nè, số sàn tinh lắm, máy lạnh thì sâu lắm mà, nhưng tại vì Duy Anh đây là Duy Anh bị xoan nên Duy Anh ghét xài máy lạnh lắm, nên nó không chịu, nên này không có xài máy lạnh, em bị xoan khi xe ngồi máy lạnh chỉ để trời mưa thôi, phải kính chạy cho nó thoáng. Thấy đường xe của Xuân Lộc nó một đường kẹt ghé ngoài đây xem thêm vài xe nên chuyển hướng lịch lịch trình. Hiện tại thì em đã bước về lại cái phần của Long Khánh rồi nha cô chú anh chị. Một chiếc xe tăng, hồi đó đi đâu nhớ là đâu có xe tăng đâu ta.